Vâng, Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách đã trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám hôm nay. Vâng, thì hôm nay là buổi sáng ngày mùng 1 tháng 7 của năm 2019. Vâng, thì tôi trân trọng và giới thiệu quý vị một bộ sập thờ giá rất là bình dân. Vâng, sau đây thì quý vị bớt chút thời gian để nghe tôi giới thiệu một chút về kích thước cũng như chất lượng, rồi là báo giá cả cho quý vị được biết. Bộ này thì là giá thành rất là bình dân, để rất phù hợp cho các phòng thờ của những gia đình có thu nhập trung bình. Vâng, thì sau đây tôi sẽ báo giá cho quý vị xem bộ này. Vâng, thì trước tiên tôi sẽ đọc sơ kích thước cho quý vị xem, mà nhà ai phù hợp với bộ kích thước này thì sẽ xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở tôi nằm tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và chuyên gia công và lắp đặt các đồ gỗ nội thất trong nhà như bàn ghế, phòng thờ, rồi giường tủ. Về sớm nha. Đang quay video để gửi cho khách hàng. Và thì tôi giới thiệu tiếp quý vị là bộ này là có kích thước chiếc sập thờ là dài 1m97, rộng 97 và cao 1m17, và chất liệu gỗ mita 100%. Đó là chiếc sập thờ bên trên và chiếc sập bàn cơm bên dưới. Và cái này chúng tôi gọi là cái bàn cơm thôi, bởi vì kích thước nó hơi nhỏ. Dài là 2m và rộng là 1m và cao là 62 phân. À, cao là 52, xin lỗi quý vị. Cao là 52 phân, chất liệu gỗ xoan ta. Vâng, bởi vì sao lại cái bàn là trên là bằng mít và dưới là bằng xoan? Vâng, đây là thôi yêu cầu của khách hàng. Vâng, bộ sản phẩm này giới thiệu quý vị là của anh Thực Tâm ở xóm Đình, xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, và rất gần cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám thôi. Và cái này làm theo đơn yêu cầu của anh. Vâng, cái trên anh làm bằng mít, còn cái dưới là anh làm bằng gỗ xoan ta để cho nó giảm bớt giá thành đi. Vâng, thì cái trên là nó chạm mai đẻo. Vâng, mai đẻo nha, ở giữa là có một chú rơi ngậm chữ thọ, và hai bên là hai thân cây hoa mai hóa, và cổ cũng đục mai hóa, ở giữa là cuốn thư. Và còn chiếc dưới là tôi đục ngũ phúc, còn gọi ngũ phúc chám, ngũ phúc cả chám. Còn cái dưới là chân là 17 phân quý vị, còn dài là 2m và rộng 1m, kích thước là toàn ta 100%. Thì đây là bộ này là gồm chọn gói bộ này là bằng 33 triệu quý vị nhé. Vâng, chiếc trên là 21 triệu và chiếc sập bên dưới là 12 triệu, bằng 33 triệu. Vâng, được chúng tôi bao cước phí trong phạm vi 50 km. Vâng, là lắp đặt tại nhà hoàn chỉnh như bộ của nhà anh Thực Tâm ở xóm Đình, xã Văn Phúc, quận Cẩm Khê này. Vâng, bộ này là gồm 33 triệu. Vâng, rất giá thành rất hợp lý, chỉ có 33 triệu quý vị đã sở hữu một chiếc sập thờ, một chiếc bàn sập cơm bên dưới. Vâng, rất là đẹp mắt. Vâng, giá thành hợp lý, đẹp từng chi tiết luôn. Vâng, sau đây chúng tôi sẽ quay gần lại cho quý vị chiêm ngưỡng chi tiết từng chiếc một nhé. Vâng, đây, vâng đây tôi quay cho quý vị, đây là chiếc dạ của sập thờ bên trên, chạm mai, đường nét rất là tinh tế, sắc nét. Và cái này được chúng tôi đã sơn BU bóng kính nên là nhìn nó hơi lóe một chút, nó không được thật. Và đây là thường tôi sơn bóng mờ, nhưng đây do yêu cầu của khách là sơn bóng kính. Đó. Thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu một bộ sập thờ trong phòng thờ như của nhà anh Thanh Tâm ở cổng đình U Đạt, Phú Thọ, xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ này, thì sẽ liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám thôi nhá. Cơ sở tôi nằm tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Vâng, bên dưới này là cái chạm ma ngũ phúc chám quý vị nhá. Đấy, dáng rất là thanh tao, rất là đơn giản nhưng mà lại hợp với đúng lối cổ. Vâng, thì cuối cùng xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi hết clip này, và hẹn quý vị clip sau nhá. Xin trân trọng cảm ơn.